tuổi thật rất là nhiều. Và tiếp theo đây sẽ là sự trình diễn của phối hợp 3 tuổi xanh Dương Xuân Chánh, Trang Mai Hương và Ngọc Mỹ với một nhạc phẩm mang đậm chất rock của nhạc sĩ Ngọc Châu. Nếu điều đó xảy ra. Tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, ta xa nhau dù gần, tim ta như đã thành buốt giá. Một ngày nào đó nếu anh xuống sẽ không còn, mọi người chìm trong đêm sáng ta, và tình người món quà bất ngờ của Tiếng Hát Mãi Xanh, phải không quý vị? Và thưa quý vị, cũng xin cảm ơn 3 thí sinh rất xanh của Tiếng Hát Mãi Xanh. Và cũng xin được nhắc cho quý vị nhớ là anh Dương Xuân Chánh từng đoạt giải thí sinh có phong cách biểu diễn ấn tượng nhất của đêm thi thứ 3. Còn chị Ngọc Mỹ thì từng đoạt giải thí sinh thể hiện ca khúc Trữ Tình lãng mạn xuất sắc nhất trong đêm 1. Quả là không